Hôm nay Quốc hội sẽ miễn nhiệm hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam và phê chuẩn nhân sự mới sau kỳ họp sau khi khai mạc phiên họp bất thường, Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình miễn nhiệm hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam và phê chuẩn bổ nhiệm người thay thế từ cuối giờ sáng ngày 5 tháng 1. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định việc cho thôi đại biểu quốc hội quốc hội sẽ nghe thủ tướng phạm minh chính trình tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông phạm bình minh và vũ đức đam sau khi về thảo tổ thảo luận quốc hội sẽ bỏ phiếu kính quyết định cho việc thôi đại biểu quốc hội và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với các ông phạm bình minh và vũ đức đam sau khi việc miễn nhiệm các nhân sự hoàn tất thủ tướng sẽ trình hút quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm hai nhân sự Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Và chúng ta thấy rằng quốc hội lại một lần nữa đứng trước sự lựa chọn khó khăn tìm ai để thay thế cho hai phó Thủ tướng và trên cơ sở nào. Tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng thông qua những tiêu chuẩn và những cách lựa chọn, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đưa tờ trình và đề đề xuất đề nghị bổ nhiệm hai phó thủ tướng mới và chúng ta thấy rằng à, bất cứ thể chế nào bất cứ nhà nước pháp quyền nào à, bất cứ nền văn hóa nào à, tổng qua những mối quan hệ xã hội và cấu trúc quyền lực chính trị việc lựa chọn người tài để phục vụ đất nước luôn là khó khăn không phải bây giờ mà kể cả từ khi có nhà nước sơ khai à, ở các nước khác chúng ta thấy rằng à, họ thông qua các thần thoại điển tích và lịch sử thường là họ chọn những người dũng mạnh nhất trong thị tộc người có khả năng bảo vệ gia tộc để làm thủ lĩnh thì ở việt nam chúng ta như thế nào chúng ta không có những văn bản điển tích đầy đủ lịch sử ghi chép đầy đủ nhưng chúng ta có những câu chuyện kể truyền miệng văn học dân gian những quyền sử cũng thể hiện cách lựa chọn nhân tài cho người xưa của người xưa và nó rất thú vị và có vẻ như khác biệt với thế giới rất nhiều thí dụ như sự thích bánh dày bánh trưng thì câu chuyện chúng ta cũng biết rồi vào đời vua hùng thứ sáu vua muốn tìm một thứ lễ vật để cúng tiên vương trong khi những người con khác mang đến sơn hào hải vị thì hoàng tử thứ 18 là lan liêu khi được thần nhân mách bảo đã mang đến hai món bánh ngon làm từ hạt gạo thân thuộc là bánh trưng và bánh dày và thế là người làm bánh ngon này đã được chọn để kế vị và chúng ta thấy rằng cách lựa chọn ở đây rất lạ phải không tìm một người lãnh đạo đất nước thì không phải là một người kinh banh tế thế, thế mọi người có tài điều khiển quân sự hay quản trị đất nước mà là một người làm bánh ngon tương tự câu chuyện mai ăn tim cũng vậy câu chuyện mai ăn tim cũng vậy và người được chọn à, được chọn để làm một trong những người kế vị lại là mai ăn tim một người trồng trọt người đã phát hiện ra giống lồi mới đó là xin lỗi à, giống cây trồng mới đó là dưa hấu chứ không phải là một dũng tướng chiến thắng lập thành tích trên sa trường hay là uh, chiến thắng những dũng sĩ khác trong các trận thi tài và như thế chúng ta thấy rằng ở đây thấp thoáng thấp thoáng câu chuyện gì thấp thoáng câu chuyện là truyền ngôi nói dối qua hình thức vừa lòng chứ không phải bằng thực tài một người làm bánh một người làm bánh ngon thì có ít gì cho quản trị đất nước đây một người trồng dưa hấu một người trồng trọt giỏi thì làm gì cho đất nước đây nhà nước pháp quyền dù là nhà nước sơ khai cũng đòi hỏi rất nhiều chuẩn chất và các vị vua ngày xưa đã chọn cho mình cho đất nước mình một chuẩn chất rất buồn cười theo tôi là như vậy là một người làm bánh ngon để làm vua và một người phát hiện ra dưa hấu là một giống cây trồng mới để làm một trong những người kế vị mình và mới đây chúng ta thấy rằng câu chuyện hạt giống đỏ tức là cách đây khoảng 10 năm rồi lộ lên mà việc chọn những thái cử đỏ những người con của các vị lãnh đạo để bổ sung vào những vị trí công tác mới ở địa phương và câu chuyện này cũng gây tranh cãi dữ dội và qua đó rút ra rất nhiều bài học về tuyển chọn nhân tài cho đất nước đó tức là khi ông Lê Phước Bảo một người đã có thành tích nổi bật là thi chội chim mới 30 tuổi đã được bổ nhiệm làm giám đốc sở ở Quảng Nam do là con của một lãnh đạo Quảng Nam và ông Lê Phước Cải Quả chưa hề chứng minh rằng mình có khả năng quản trị như thế nào và vì đó cuộc thi trò chim tay quái đó đã dòm dậy sóng dư luận ở Quảng Nam và cả nước bà tôn nữ thị ninh nói về việc này rất hay như sau tức là bà tôn nữ thị ninh nói rằng số tuổi không quan trọng vấn đề là người đó phải chứng minh được thực học thực tài và khả năng quản trị của mình qua thực tế chứ không phải là vì à, có một lý lịch đẹp rồi bổ nhiệm ngang xương như vậy và như thế là chẳng khác nào vừa làm hại cho bản thân người đó vì thiếu kinh nghiệm vừa gây tác hại cho cộng đồng. Bà tôn nữ thị ninh nói đại tướng võ nguyên giáp hay tổng bí thư trần phú được giao trọng trách khi còn rất trẻ nhưng mọi người mọi người thời đó đều thấy rằng đó là điều thuyết phục trước khi được giao trong trọng trách họ đã làm được rất nhiều điều vì dân vì nước cho thấy họ xứng đáng đứng ở những cương vị chủ chốt để tiếp tục con đường uống nước. Còn những người trẻ như Lê Phước Hoài Bảo không có chứng minh gì về sự xuất chúng của mình so với hàng chục ngàn tri thức ở Quảng Nam. Và bà cho rằng việc làm này của Quảng Nam là không thuyết phục, không bình thường và bà cũng tỏ ra thất vọng với con người trẻ nhưng râm rắp tuân theo lệnh cha chú này. Bà tôi Thủy nên nói rất hay. Ờ, lẽ ra, nè, Lê Phước Hoài Bảo thật ra cũng là một nạn nhân. Lẽ ra anh phải từ chối điều đó từ chối một đặc ân cho cá nhân mình Nhưng cũng có thể là thảm họa cho cá nhân Vì thiếu kinh nghiệm Và người trẻ Ý kiến của tôi là như thế nào Người trẻ nếu không giành lấy dương quyền Bằng tài năng mà từ sự đùm bọc Bảo ban Thì sẽ thành một thứ nổ bọc Tại vì thủ lĩnh và người lãnh hậu quả Đầu tiên chính là người trẻ Non đất đó và chúng ta thấy rằng uh, lịch sử tuyển chọn người tài của chúng ta cũng rất thú vị. Ông uh, Võ Văn Kiệt đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị năm 1982 và từ miền Nam ra Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng à, tương đương với chức vụ Phó Thủ tướng hiện nay. À, vì những vì vì những gì ông làm được cho thành phố Hồ Chí Minh và cho những cương vị công tác của ông trước đây những suy nghĩ vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn và những đột phá giúp dân giúp nước và cứu đời rõ mồm một, một nhìn vào là thấy ngay thí dụ như trong thời kỳ bao cấp người dân thành phố đang thiếu đói ông đã cùng với bà bà thi và ủng hộ bà bà thi giám đốc công ty liên thực thành phố hồ, hồ. chí minh đi buôn kiếm gạo cho người dân thành phố ông nói với bà bà thi đừng tham ô thôi nếu làm thế này mà phải đi tù thì tôi nuôi cơm và chúng ta thấy rằng trong thời gian đó không phải chỉ một mình ông kiệt đã hiện lên những nhà nổi bật lên những là lãnh đạo địa phương kiệt xuất và từ đó là bề phóng để ra trung ương giúp nước giúp đời. Thí dụ như ông Đoàn Duy Thành ở Hải Phòng, Nguyễn Dân Hơn tức Sáu Hơn ở An Giang, Nguyễn Văn Chính ở Chính Cần ở Long An, hay ông Trương Trọng Nghĩa, rất nhiều người khác nữa, rất nhiều người khác nữa và ông Phan Nhân Khải, ông Phan Văn Khải. Thí dụ như vậy. À, do đó chúng tôi uh, hy vọng rằng việc uh, lửa quốc hội và thủ tướng thủ tướng sẽ đề xuất tờ trên quốc hội sẽ phê chuẩn và lựa chọn những người có đức có tài để góp phần xây dựng đất nước nhất là trong giai đoạn rất quyết liệt hiện nay chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa đấu tranh chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng trong tư thế quyết liệt một mất một con như ông Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư đã nói không có văn hóa từ chức đâu ở nước nào cũng vậy. Trong nội bộ, tức là trong đảng và trong xã hội phải gây sức ép để những người vi phạm kỷ luật và những người không đủ năng lực trình độ và đang bị hạn chế bởi vị trí công tác của mình phải từ chức và chúng tôi nghĩ rằng công việc bổ nhiệm cán bộ công việc tìm người tài cho đất nước phải dựa trên thực chứng tức là những người những gì người đó đã làm được tại vị trí công tác hiện tại và trước đó của mình chứ không phải là vì lý lịch và cũng cộng đồng và xã hội cũng không nên uh, tấn công và suy diễn xấu về những người là con em của lãnh đạo là thái tử đỏ họ là ai không quan trọng họ là người cần lao họ là thái tử đảng họ là những cán bộ có lý lịch truyền đời là cách mạng không sao cả tất cả đều tốt miễn là thành tích của họ những gì của họ đã làm được qua thực chứng và qua ghi nhận của tổ chức cũng như của cộng đồng xã hội xin cảm ơn rất nhiều